Để tăng cường công tác tiêm chủng mở rộng, đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm vaccine phòng bại liệt sởi rubella trong tiêm chủng mở rộng trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay, không để tình trạng dịch chống dịch, Bộ Y tế đề nghị các viện vệ sinh dịch tễ, viện poster và Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện. Các địa phương cần giả soát thống kê tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tiêm vét cho các đối tượng trong tiêm chủng mở rộng năm 2021 chưa được tiêm chủng đầy đủ tổ chức tiêm chủng đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế, xây dựng kế hoạch tiêm chủng năm 2022 đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho các đối tượng, giả soát các huyện có tỷ lệ tiêm chủng vaccine sởi, sởi rubella và vaccine bại liệt uống POPV thấp dưới 90% để xem xét đề xuất triển khai tiêm bổ sung vaccine bại liệt uống POVP sởi rubella cho đối tượng từ 1 đến 5 tuổi tại các vùng nguy cơ cao trong trường hợp cần thiết. Hiện nay đang là thời điểm ra mùa về thời tiết do vậy, việc tiêm chủng để phòng các bệnh truyền nhiễm khác ngoài dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết. Ngành y tế khuyên cáo nhân dân đưa con em tham gia tiêm chủng thường xuyên và tiêm vét phù hợp ngay khi đủ điều kiện tiêm chủng.